Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhấn mạnh, chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Vận dụng linh hoạt tư tưởng của người và thực tiễn, Đảng bộ huyện Tuần Giáo luôn coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn toàn huyện. Đảng bộ huyện Tuần Giáo hiện có gần 5.200 đảng viên, sinh hoạt tại hơn 300 tổ chức cơ sở đảng. Trong những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng toàn huyện thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thấy chi bộ tại cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, hàng năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt tại chi bộ. Trên cơ sở nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cũng như là nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, thì chúng tôi cũng xác định là đây là một cái việc vô cùng quan trọng và chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai tới các tổ chức đảng, trong đó thì có cái việc mà xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt. Thì đối với mô hình chi bộ 4 tốt thì chúng tôi triển khai và qua nắm tình hình thì hiện nay thì các tổ chức đảng, đặc biệt là các đảng bộ cơ sở cũng đã lựa chọn các tổ chức đảng như là các chi bộ ở các trường học thí điểm để lựa chọn thực hiện chi bộ 4 tốt này. Và trong thời gian vừa rồi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cuối năm vừa rồi, thì chúng tôi tất cả các tổ chức đảng mà được lựa chọn thí điểm thực hiện chi bộ 4 tốt thì đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo có hơn 200 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ cơ sở. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, những nội dung về phát triển đảng viên, xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản du lịch cộng đồng hay tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đều được đưa ra để chi bộ thảo luận dân chủ. Mỗi đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm, đề xuất tham mưu những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Khi ban hành thành các nghị quyết, chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách từng nhóm hộ để tuyên truyền vận động và đôn đốc người dân thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, gia đình đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước. Đối với đảng bộ xã Tỏa Tình, hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được thể hiện bằng kết quả trong thực hiện nghị quyết của từng chi bộ. Đảng ủy xã đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng. Ban chấp hành cũng đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên trực tiếp là theo dõi, hướng dẫn, giám sát cái việc tổ chức sinh hoạt cũng như là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân tại các cái địa bàn cơ sở để có hướng lãnh đạo chỉ đạo kịp thời triển khai các cái quy định của cấp trên tới các đồng chí đảng viên và từ các đồng chí đảng viên cũng sẽ quán triệt triển khai kịp thời đến bà con nhân dân. Đây là một buổi sinh hoạt của chi bộ bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình. Các buổi sinh hoạt chi bộ đảng đã được thực hiện có nề nếp. Đảng ủy xã Tỏa Tình đã tăng cường thêm đảng viên là cán bộ công chức về sinh hoạt và trực tiếp hướng dẫn chi bộ. Anh Giàng A Mua, bí thư chi bộ bản cho biết, hiện chi bộ có gần 20 đảng viên, nhưng các đảng viên thường xuyên đi làm ăn xa. Để tập hợp đông đủ đoàn viên sinh hoạt theo định kỳ, ban chi ủy đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt nhằm duy trì chế độ sinh hoạt và đảm bảo số lượng đảng viên sinh hoạt theo điều lệ đảng. Qua thống kê của ban chi ủy chi bộ bản Hua Sa A, trong 7 tháng đầu năm 2024 này, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ luôn đạt trên 90%. Thứ nhất là cũng chi bộ cũng thành lập nhóm Zalo riêng. Trước khi sinh hoạt thì chúng tôi cũng trao đổi qua Zalo trước khoảng 1-2 ngày để các đồng chí đấy chủ động thu xếp thời gian để mà về sinh hoạt với chi bộ cho đủ số lượng và về kịp tiến độ.
thời gian sinh hoạt chi bộ có thể là vào buổi tối thì để mà các đồng chí có thời gian về dự đông đủ. Và cái nữa là chi bộ là cũng mới quán triệt được các chỉ thị nghị quyết của cấp trên tới từng đồng chí đảng viên. Còn đây là buổi sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2024 của chi bộ bản Ta Cơn, xã Chỉnh Sinh, huyện Tuần Giáo. Các đảng viên của chi bộ đang sôi nổi tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng của chi bộ. Các đảng viên đều thống nhất cao với đánh giá của chi bộ về kết quả việc thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, cũng như giải pháp thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn còn đạt thấp, nhằm hướng tới mục tiêu cán đích bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Thực hiện nghị quyết của chi bộ, mỗi đảng viên được giao phụ trách từ 8 đến 10 hộ để tập trung tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân, góp công, góp của, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đồng thời tích cực phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình họp bàn thực hiện chuyên đề, các đảng viên luôn bàn luận sôi nổi. Trưởng bản và các đoàn thể của bản cũng được mời tham gia để tạo sự đồng thuận cao trong ban phát triển bản. Ông Nguyễn Văn Bách, Bí thư Đảng ủy xã Chỉnh Sinh, huyện Tuần Giáo cho biết, trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vận động giáo dục đội ngũ đảng viên và nhân dân, thực hiện đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nên Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xác định, muốn thực hiện tốt kế hoạch đề ra, cần phải có sự thống nhất cao từ các chi bộ. Vì vậy, yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tất yếu. Nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong 2 năm trở lại đây, 13 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã đã duy trì hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề, mỗi quý một buổi. Thông qua đó, để các chi bộ tập trung bàn thảo một số nội dung trọng tâm cần thực hiện. Một năm thì sinh hoạt điểm tại một bản, sau đó để lan tỏa sang các bản khác. Còn đối với lại các bản thì đều sinh hoạt chuyên đề là một quý một lần. Cái việc sinh hoạt chuyên đề đấy giải quyết được rất là nhiều các cái vấn đề nổi cộm, khó khăn vướng mắc của bản đấy, và đề ra các cái giải pháp để thực hiện. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại các tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tinh thần tự phê bình và phê bình cũng luôn được các tổ chức đảng và đảng viên đề cao. Thông qua hoạt động tự phê bình và phê bình, không chỉ giúp cho từng đảng viên kịp thời nhìn nhận rõ những mặt còn tồn tại hạn chế, mà trên cơ sở đó, họ còn chủ động xây dựng động cơ rèn luyện đúng đắn, kịp thời sửa chữa khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của bản thân. Đây cũng là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả các buổi sinh hoạt định kỳ tại từng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện. Là đảng ta muốn trong sạch, muốn vững mạnh thì việc tự phê bình là một quy luật phát triển của đảng. Đó là một nguyên tắc mà chúng ta cần phải giữ vững và phát huy trong mọi cuộc họp của đảng, để từ cấp chi bộ cho đến các cấp thì phải nêu cao và tích cực làm công tác tự phê bình và phê bình. Thấm nhuần lời dạy của Bác, bằng nhiều cách làm phù hợp và bám sát vào tình hình thực tiễn, chất lượng hiệu quả hoạt động sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực và sức chiến đấu của các chi bộ ngày càng được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trong bối cảnh các quy định về bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo đã có nhiều nỗ lực triển khai hiệu quả chính sách này. Theo đó, song song với phát triển người tham gia, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quan tâm đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở xác định rõ vai trò tầm quan trọng của các chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo đã có nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó tập trung phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện tích bao phủ bảo hiểm y tế. Tính đến hết tháng 7 năm 2024, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là trên 92.000 người, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tham gia bảo hiểm y tế là trên 88.000 người, tăng 2.200 người, tương đương 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian qua,
việc phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tuần Giáo gặp một số khó khăn vướng mắc. Trong đó, có quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ có nhiều tác động ảnh hưởng. Theo quyết định này, các xã khu vực 3, khu vực 2 đã được phê duyệt. Nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ thôi hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền tại cơ sở. Trong 7 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã phối hợp tổ chức dịch vụ bưu điện và Viettel tổ chức trên 10 lễ giao quân, trên 20 hội nghị và truyền thông nhóm nhỏ. Qua đó phát triển được trên 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng. Trong cái thời gian vừa qua thì Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã tập trung và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo các quyền lợi của người dân khi đi mà khám chữa bệnh. Đối với bảo hiểm y tế thì cũng có những loại hình bảo hiểm y tế là đã tham gia ở bên phía bắt buộc và cũng có người thì đã tham gia bảo hiểm y tế ở bên hộ gia đình và cũng có những cái hộ nông lâm ngư nghiệp. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua thì đối với huyện Tuần Giáo thì ngoài thị trấn ra thì có xã Quài Tở là vừa được công nhận là nông thôn mới và Bảo hiểm xã hội Tuần Giáo đã đẩy mạnh là tuyên truyền ở 3 bản của xã Quài Tở và cũng đã đạt những cái hiệu quả rất là tốt. Đây là buổi truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bản Trường Trung, thị trấn Tuần Giáo. Bản có trên 150 hộ với trên 700 nhân khẩu. Ngoài các hộ thuộc diện, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, hầu hết người dân phải bỏ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế. Bởi vậy, việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới, tỷ lệ người dân trong bản tham gia bảo hiểm y tế mới đạt khoảng 70%. Thực tế, tại buổi truyền thông, qua tuyên truyền giải thích của cán bộ bảo hiểm xã hội, nhiều người dân đã hiểu rõ và lựa chọn tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng phù hợp. Trong đó tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, các thành viên sẽ được giảm tiền đóng bảo hiểm y tế, tương ứng theo quy định. Ngoài ra, nhiều người dân lựa chọn tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ nông lâm ngư nghiệp và được hỗ trợ 50% mức đóng. Con trai của cô này tai nạn thì đi xuống bệnh viện thì bảo chuẩn bị 20 triệu nhá, thế ngã xe chuẩn bị 20 triệu thì cô bảo không có thì bảo nếu có bảo hiểm không, có bảo hiểm thì hết 4 triệu thôi. Thế bây giờ cô muốn mua cả ba mẹ con. Khi tham gia bảo hiểm y tế, tùy theo từng nhóm đối tượng và một số điều kiện cụ thể khác, người dân sẽ có mức hưởng từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh. Cùng với mức hưởng, chất lượng phục vụ khám và điều trị bệnh tại các cơ sở chính là yếu tố hàng đầu quyết định đến hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân. Em đi khám thì các bác bảo là em bị phù chân tay, xong bị tiền sản giờ sốt huyết áp cao. Nên là em phải mổ chủ động. Bảo hiểm y tế giảm bớt chi phí cho mình rất nhiều ạ. Nếu em không có thẻ bảo hiểm y tế thì em phải chi trả 10 triệu đồng. Còn bây giờ em có bảo hiểm y tế thì sẽ được bảo hiểm chi trả 100%. Trong 7 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo thẩm định chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho trên 42.000 lượt người với số tiền thanh toán gần 26 tỷ đồng. Trong đó có trên 140 lượt người được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, mức thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cũng tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới. Bởi vậy, việc thanh toán kịp thời, đúng quy định có ý nghĩa rất lớn với người dân, nhất là những người phải nằm viện dài ngày, chi phí lớn. Thực tế cho thấy, nhiều người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đã góp phần giảm bớt gánh nặng, kinh tế, yên tâm điều trị. Khi ốm đau thì là đối với chúng tôi là bảo hiểm y tế giờ là rất quan trọng, mà không có bảo hiểm y tế là không thể giải quyết được về cái bệnh tình trong người mình. Ồ, không có bảo hiểm y tế thì thực sự mà nói là nhân viên chúng tôi thì cơ bản là thiếu mà, không đủ tiền mà đi chữa bệnh đâu. Mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 340.000 đồng, dẫn tới mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế tăng lên. Song khi mức đóng tăng thì mức hưởng cũng tăng. Cùng với đó, nhà nước đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bởi vậy,
những thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế vẫn hướng tới mục tiêu đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.